Thì đó. Cái đồng ý là cái chuyện đó, nhưng mà cái câu hỏi của người dân á là người ta hỏi là người ta nói là có phải Đức Thầy trở lại không, thì mình sẽ trả lời vô cái phần đó giùm cho Quốc Tạo. Thì lúc mà thầy có đi đó, thầy có dặn như thế nào và thầy nguyện nói như thế nào, rồi để mình chứng minh được là Sư Minh Tuệ không phải là Đức Thầy trở lại, mà Sư Minh Tuệ chỉ là một cái vị tu theo hạnh đầu đà, một cái vị cũng rất là cho bà con được nể kính nể thôi, chứ còn tu theo Đức Thầy thì nói Đức Thầy trở lại thì không phải, đúng không Dũng? Dạ đúng rồi, nói chung là nếu mà nói về đó, nếu mà người ta tín đồ hòa hảo ta nói Đức Thầy trả lời là không phải, cái nói chung mà cũng kính trọng cái người đó thôi. Nói chung đó là cái điều cái mà hạnh đầu đà đó là ngồi ăn có lần đó, là khi ăn mà nếu đã đứng dậy đó, thì vị tu sĩ đó không ăn nữa, có người đến cúng hiêm cũng sẽ không ăn, ngài ăn bình bát là lúc đó Đức Phật Thích Ca đó, ngài đâu có ăn gì đâu, ngài khổ hạnh 6 năm mà lạnh lẽo rồi đâu có ăn gì, ngài cái xác ngài là khô luôn đó, đến nỗi mà khô luôn đó, thì lúc đó thì ngài mới thấy là mình tìm cái con đường giải thoát này không phải rồi, thì ngài mới ăn cho sức khỏe rồi ngài mới kiếm cái con đường giải thoát cho ngài. Thì giống như là thì ngài đã chứng ngưng này là đang là lọc lừa đó, cái trận này là ông ba ông cho biết là lọc lừa dữ dằn luôn đó, ông ba nói nè chứ đừng có mà lơ mơ mà kiên ông này ông kia đồ. Ừ, ông ba ông cho biết nè là nó việc không thấy nói trước cho rồi, từ đây ghét tới lần hồi coi chơi, hoặc là quần sau không bận mà quên ở chuồng, chứ đừng có nghe ai hết quý vị ơi. Cái thời kỳ mạt kiếp này rồi thì chúng ta chỉ cần mà ôm sát với lấy thầy tu rồi chờ ngày thầy về thôi, chứ còn thiếu gì nữa đâu quý vị. Xương khớp này đó, thì một thằng ở đây bảo đảm cho quý vị là chuyên trị về những vấn đề là nhức, ở như là thằng kinh tọa thấu quát cuộc sống, phát triển điểm nó quý vị. À, về quý vị nhức á, bị nhức từ cái giò nè, từ lưng quần nè, nhức tới cái đầu gối, hoặc là quý vị nhức từ cột sống lên tới cái bả vai, hoặc là nhức tay quý vị, nhức xương khớp tay, thì uống ở đây là quốc hành sẽ bảo đảm quý vị là hết 100%, nếu không hết quốc hành sẽ hoàn 100% tiền lại. Ở đây quốc hành được bán được 2-3 năm nay rồi đó quý vị, bán rất là nhiều người luôn, nhức mà đi không nổi, nhức mà gọi là niệm Phật không được luôn quý vị đó. Nhưng mà ở đây đó quốc hành sẽ, nếu mà bà con nào mà không tin tưởng Thành hoặc là chưa mua chưa biết sản phẩm này, thì Thành sẽ khuyến mãi cho bà con là uống trước trả tiền sau. Uống trước trả tiền sau hay quý vị, cái đó là bà con rất là thích luôn. Bà con chưa biết về sản phẩm Thành đó thì sử dụng xong rồi sẽ biết được, chỉ về đa xương khớp thấu cuộc sống phát dị đệm, ngừa được là bệnh là tai biến luôn quý vị. Quý vị bị tai biến mà ngừa 3/3 cặp sẽ ngừa bệnh tai biến luôn nè. Một cặp như vậy đó là bao nhiêu tiền, kính thưa quý vị, là một cặp 350.000, thêm một combo đồ nữa. Đây một combo đồ, đây là hai chai dầu, Nam Mô A Di Đà Phật, tới ba chai dầu luôn quý vị, ba chai dầu, hai chai nhỏ mắt, hai chai nhỏ mũi để quý vị nhỏ mũi là... Theo đây đó là trong combo là có thuốc ngứa quý vị, thuốc ngứa là chuyên trị về những căn bệnh gì, thì cái thứ quý vị là lát đồng tiền nè, hoặc là bị mũi cắn nè, cũng như là mình bị vết thương mà khó lạnh, hoặc là những cái căn bệnh mà bị chỉ nhẹ, bị chỉ ngoại đó quý vị, là loại ngoài đó thì mình thoa xung quanh nó vẫn bị sẹp vô luôn ha. Nói chung là chỉ về lát hoặc là chỉ về ngứa rất là hay luôn đó. Thì ập xương khớp 350 một combo, thêm 50.000 nữa đó, không lấy tiền ship quý vị, Quốc Thành sẽ phi tiền ship quý vị, chỉ 400.000 thôi thì một combo gì sẽ được lấy tổng cộng. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay Quốc Thành có một món này rất là hay để giới thiệu với quý vị, thì đó là cái lo Bluetooth quý vị. Hôm trước thì Quốc Thành chỉ cho cái mê thôi, nhưng mà hôm nay Quốc Thành có tìm hiểu, cũng có lên mạng tra này kia, thì cũng kiếm được một cái lo khá là rẻ, tương đối rẻ với cái máy phát giảng mà bà con hay mua trên mạng. Thì cái này thì nó cũng chức năng y vậy thôi quý vị, để máy vô, để cái mê vô rồi mở lên thì nghe thôi. Quốc Thành sẽ thao tác những cái động tác đơn giản xem. Thứ nhất là có cái đầu nút bấm tạo mở máy và mở máy đó quý vị, đó, rồi tăng giảm âm thanh, rồi chuyển qua một lục. Đây cái mê sẽ lên đây, Quốc Thành sẽ mở quý vị coi đó, cái mê đây quý vị, đây cái mời bữa hôm Quốc Thành giới thiệu quý vị là gắn gì trong đó, là sẽ mở lên những cái sấm giảng, những thi văn mà đầy đủ mà bà con đã biết ha, giống như là từ quyển 1 đến 6 rồi về kinh tổ kỳ quan ba thứ rồi sư giảng pha vân vân quý vị, ở trong đó hết nha quý vị. Dạ. Là cái lợi ích mà thực hành 13 pháp đầu đà đó không chỉ là khổ hạnh mà còn mang lại những cái lợi ích to lớn cho người tu tập cụ thể, là phát triển 28 đức tính siêu việt đó, là đại đức Na Tiên đó từng nhấn mạnh trong kinh Ni Tiên đó, vấn đáp rằng đó là một tỳ kheo họ trì 13 cái pháp đầu đà sẽ đạt đến cảnh giới gần với niết bàn, đồng thời mang lợi ích vô lượng cho chúng sanh, thậm chí là 100 hay 1.000 cư sĩ đắc đạo cũng không thể sánh bằng một tỳ kheo thực hành 13 pháp đầu đà như vậy.
28 đức tính thì nói chung thì trong hòa hảo đó thì thầy chỉ dạy là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ đó thầy dạy đó là còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt về cái vọng niệm về việc thế trần ấy, mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, nên chi nay phải hành tâm cầu nguyện. Thì nếu niệm được một niệm đó, thì ắt lìa một niệm chúng sanh, niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì các Tình thì dục tình thì lòng ham muốn và các tình dục đâu còn mà nảy sinh ra được nữa. Thì nếu mà mình phải ăn thì mình phải có thì mình mới có sức khỏe, mình mới tu tập được. Thì bên mà pháp môn tịnh độ hay dạy đó là nó thì nó là niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, cái lòng mình đương nghe đó cũng được thanh tịnh mà không còn trực nhiễm trần ai. Thì cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả, thì là chánh nghiệp ác á, giống như là sát sanh đạo Phật và danh lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ rồi tham lam sân nộ mê si. Thì khi mà mình hành được pháp đó rồi đó thì là mình mới là thì nó có hai hạng thầy dạy đó, hai hạng hạng xuất gia đó là gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình quê hương bè bạn, dựa thân vào cửa hiền cứ non năm cấp, hằng ngày chuyên lo kinh kệ săn sóc cảnh già lam cho những đức lành vừa rồi mài trí tuệ hầu giảng dạy cho bá tánh học phương nghe để quầy đầu hướng hiện quy y Phật pháp, không còn ý đến việc đời. Gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến của nhà sư là tất cả những loại đại đồng, đó là hạng người dốc công cho mau hành Phật quả hóa kiếp luân hồi. Hạng tại gia đó là gồm tất cả đại chúng, tất cả hiện nam tín nữ chưa đủ những điều kiện để xuất gia vì cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông, với tổ quốc, với đồng bào, với xã hội, nên chưa thể làm như các nhà sư hay như cô đặng. Tuy vậy họ cũng sẵn sàng quang minh cao tụng lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và lực nhân quả do Phật thiết ra. Thế nên ở tại nhà họ phượng hờ Đức Phật phát nguyện quy y, giữ gìn ít điều giới luật, hằng coi kinh sách sở tấn ngăn lòng, ủng hộ các sư. Như thấy họ cũng lần lần lên con đường giải thoát. Thì cái mà thầy nói về cái mà thầy nói trong cái bài mà chánh kiến, khi mà chúng ta nó là trừ xong ba nghiệp chướng rồi hãy làm theo 8 điều chánh, và sau khi mà diệt được thập ác rồi đó tự nhiên là 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh, như sự có bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích, thế nên cần phải hành luôn đạo bát chánh kế theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ tấn triển trên đường giải thoát. Bát chánh là gồm có một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám chánh định. Chánh kiến đó ha, là thầy dạy đó là chánh là đúng sự thật, kiến là mình phải xem xét, chánh kiến là dòm thấy xem đúng theo sự thật. Phàm con người hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ám làm cho sai chạy ít nhiều sự thật. Khi về hiếu sự sáng suốt, khi về tư hụ, khi về lợi kỷ khiến cho con người không biết đường ngay nẻo thẳng, nên sự phán đoán không công bình chánh đáng làm cho kẻ khác chịu oan tình. Vì thế một chánh kiến dạy ta phải đem hết trí năng chi cố các sự rắc rối cẩn thận xem xét chánh sự lạc lầm trong khi phê đoán bất cứ việc gì dầu của mình hay của kẻ khác, sự quan sát cực điểm cách xén đoán tận tường tránh cho ta những tà kiến, sự xem xét lầm lạc sai chạy mờ u ám giúp cho ta hiểu biết được rõ ràng minh bạch cách phán đoán được ngay thẳng công bình. Chẳng thế đó, nó còn giúp cho ta hiểu biết các điều tục lệ trong trần, biết được lẽ nhiệm màu của tôn giáo, khiến ta xua đuổi các điều tà mị, bỏ các sự say mê trở về với đạo lý thoát đỏ hồng trần. Nó tránh cho tất cả sự giả dối và nhờ thế nên ta khỏi bị lạc lầm trong khi hành đạo. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn bé Dũng đã có những lời chia sẻ về giáo lý của thầy rất là tuyệt vời. Thì Quốc Tạo xin kết luận là, có nghĩa là Quốc Tạo cũng là người đạo hòa hảo, cũng thay mặt cho bé Dũng kết luận như thế này, là Thích Chư Thích Minh Tuệ là một người tu hạnh đầu đà rất là tốt,
rất là không ai có thể làm nổi được, và rất là hoan nghênh tinh thần của thầy Sư Thích Minh Tuệ. Cũng rất là yêu mến thầy. Nhưng mà còn nói về thầy là một vị Phật thì ở đây chúng tôi không có biết cho sẽ là chấm chấm chấm. Còn nói về thầy là đức thầy của chúng tôi trở lại thì thật sự là không phải quý vị. Tại đức thầy của chúng tôi là tu theo pháp môn Tịnh Độ, và có những cái mẫu chuyện bên thầy có nói là thầy sẽ trở lại đi như thế nào trở về như thế nấy, chứ không có mượn xác của ai cả. Còn về cái phần mà mượn các chị ở bên Hòa Hảo có nói câu là mượn một chàng trai trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, đó là tức là mượn xác của đức thầy quý vị à, chứ không phải là xác của Sư Minh Tuệ. Có nhiều người hiểu hiểu nhầm đó. Còn nhiều 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 chỗ mà nói về cái việc mà đức thầy đức Sư Minh Tuệ, tức là đức thầy mượn xác của Sư Minh Tuệ để trở về thì thật sự không phải nha quý vị, rất là lầm lạc nha. Thì đó, bé Dũng muốn nói lên điều đó, nhưng mà bé Dũng nói nó hơi lòng vòng chút xíu để cho bà con được hiểu lên thêm. Tiểu Cạo xin kết luận nơi đây thì cũng rất là yêu mến tinh thần của Sư Thích Minh Tuệ, và cũng cũng là một cái hạnh để cho chúng ta học hỏi theo. Nhưng mà còn nói về đức thầy thì thật sự ra không phải nha bà con. Là có những đầy đủ sấm giảng thi văn giáo lý, rồi có sáu quyển cũng như là Kim Cổ Kỳ Quan, Ông Bà Thớ, hoặc là Phật Chùm, rồi chuyện bên thầy cô ba cháu gà, nói chung là vân vân rất là nhiều trong đây, kho tàng pháp bảo trong đây nữa quý vị. Bác Thành sẽ in ra cho bà con thấy quý vị, Bác Thành mua rất là nhiều mê ha, tặng cho bà con đây. À, thì cũng như thì ở đây đó là máy niệm Phật. Máy niệm Phật này đó quý vị là niệm được sáu niệm: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí, Nam Mô Di Đà Phật nhiều quý vị đó. Thì ở đây đó Bác Thành có chia sẻ cho bà con về cái đó là Bác Thành cho nó, thì cũng như là cũng có cho thêm là hình thầy nè, rồi củ quyền, cũng như là tam bảo, rồi hình theo yêu cầu quý vị, giống như là quý vị bà con đó, mà có tu theo Phật giáo Hảo mà có muốn xin những cái củ quyền hay là những cái hình thầy mà theo kích thước thì Quốc Hành cũng sẽ theo yêu cầu quý vị luôn. Quý vị ở nhà trọ đó thì cũng có Quốc Hành sẽ yêu cầu Quốc Hành như thế nào Quốc Hành sẽ làm như vậy, nhưng mà thời gian thì nó kéo dài hơn chút xíu, giống như là cỡ chừng 5 ngày hoặc là 7 ngày 8 ngày gì đó thì mới xong được cái những cái thành phần đó. Thì quay lại với vấn đề là vấn đề chính, thì hôm nay Quốc Hành sẽ giới thiệu quý vị về những chính trước đầu tiên cũng như là trước giờ Quốc Hành bán được thuốc này rất là nhiều quý vị, đó là thuốc xương khớp đây. Rồi dừng lại đi. Thì kính thưa quý vị, thì thuốc xương khớp này đó thì Quốc Hành ở đây bảo đảm cho quý vị là chuyên trị về những vấn đề là nhức ở như là thần kinh tọa, thoát quắc cột sống, thoát vị đĩa đệm. Nói quý vị về quý vị nhức á, bị nhức từ cái giò nè, từ lưng quần nè, nhức tới cái đầu gối, hoặc là quý vị nhức từ cột sống lên tới cái bả vai nó, hoặc là nhức tay quý vị, nhức xương khớp tay, thì uống ở đây là Quốc Hành sẽ bảo đảm quý vị là hết 100%. Nếu không hết Quốc Hành sẽ hoàn 100% tiền lại. Ở đây Quốc Hành được bán được 2-3 năm nay rồi đó quý vị, bán rất là nhiều người luôn, nhất mà đi không nổi, nhất mà gọi là niệm Phật không được luôn quý vị nó. Nhưng mà ở đây đó Quốc Hành sẽ nếu mà bà con nào mà không tin tưởng Quốc Hành hoặc là chưa mua chưa biết sản phẩm này thì Quốc Hành sẽ khuyến mãi cho bà con là uống trước trả tiền sau. Uống trước trả tiền sau hay quý vị, cái đó là bà con rất là thích luôn, bà con có thể là mua nhiều lắm quý vị. Về những vấn đề đó giống như là bà con chưa biết về sản phẩm Thành đó thì sử dụng xong rồi sẽ biết được chị về đa xương khớp, thoát quắc cột sống, thoát vị đệm, ngừa được là bệnh là tai biến luôn quý vị. Quý vị bị tai biến mà ngừa 3/3 cặp sẽ ngừa bệnh tai biến luôn nó. Một cặp như vậy đó là bao nhiêu tiền, kính thưa quý vị, là một cặp 350.000 thêm một combo đồ nữa đây, một combo đồ đây là hai chai dầu, Nam Mô Di Đà Phật tới 3 chai dầu là quý vị, 3 chai dầu, 2 chai nhổ mắt, 2 chai nhổ mũi đây quý vị, nhổ mũi là có gõ gõ hết trơn quý vị ha, nhổ mũi là màu trắng, nhổ mắt là màu vàng. Nhổ mũi này là chị tại sao mà có cái dầu rồi mà lại có nhổ mũi nữa quý vị? Nhổ mũi này á, là chuyên trị những căn bệnh là khứu lỗ mũi á, rồi hoặc là bị viêm son mà nặng quá đó quý vị, dùng dầu không hết thì mình sẽ dùng tới cái thuốc nhỏ này, nhưng mà nhỏ vô thì nó gắt chút xíu nha, nhưng mà chút xíu sau đó nó sẽ thông lỗ mũi cho quý vị, thông từ trên dưới luôn, tại vì nó có gù đầu trong đây quý vị, bởi vì đó là nó sẽ hơi gắt chút xíu. Còn nhổ mắt này là tại sao mà mình nhổ cho ai và người nào mà không nhổ được? Đây thì kích ứng với những người mà đã mổ mắt, những người mổ mắt là không được nhổ quý vị ha, tại vì những người mổ mắt đó là có một cái chất hóa học ở trong đó, bởi vì không nhổ được nhổ mắt này
những người chưa nhổ thì bao luôn quý vị, ai cũng nhổ được hết. Ở đây Quốc Thành, gia đình Quốc Thành lọc rất là nhiều, chuyên trị về những mấy cơm, mấy thịt hoặc là mắt quý vị là không thể nhìn thấy rõ. Đây quý vị, đây Quốc Thành sẽ quay gõ coi, đây là nhổ mắt ha. Nhổ mắt vậy đó thì là một ngày nhổ hai lần, chắc sáng một lần, chắc chiều một lần. Còn những ai mà đang gọi là đang đi đường đó thì nhổ một, có thể là nhổ được 5 lần, 3 tới 5 lần bình thường đang đi đường quý vị. Nhổ gì không sao hết, nhưng mà khi nhổ vô đó nó sẽ gắt chút xíu, tại vì có gù đầu quý vị ha, gắt chút xíu xong nó sẽ sáng chân luôn. Đây gia đình Quốc Thành vậy thì tiếp tục theo đây đó là trong combo là có thuốc ngứa quý vị. Thuốc ngứa là chuyên trị về những căn bệnh gì? Thì cái thứ quý vị là về lắc đồng tiền nè, hoặc là bị mũi cắn nè, cũng như là mình bị vết thương mà khó lành, hoặc là những cái căn bệnh mà bị chỉ nhẹ, bị chỉ ngoại đó quý vị, là loại ngoài đó thì mình thoa xung quanh đó, dẫn bị xẹp vô luôn ha. Nói chung là chỉ về lát hoặc là chỉ về ngứa rất là hay luôn đó. Thì hai cái bài đầu á là chỉ viêm son đó quý vị, viêm son nè, rồi bị ngừa covid luôn quý vị. Lúc trước là Quốc Thành với Quốc Tạo đó là hai cha con đi cho gạo, nó dùng dầu này mà cho bà con không bị dịch đó quý vị. Thuốc đau bao tử, bao tử này đó là một bịch bự vậy đó, là có 5 hoặc là 6 bịch nhỏ ở trong đó, chắc 6 bịch nhỏ, thành thấy đó 6 bịch nhỏ quý vị, là uống rất là ok luôn quý vị. Là một ngày nếu quý vị bị nặng đó, bị trào ngược nè, rồi bị lét bao tử nè, bị khó ăn nặng không tiêu nè, ngủ không được nè, rồi bị gọi là hay nóng trong người thì mình dùng đều được ha. Thuốc này đó là chắc sáng mình uống một bịch, nếu bị nặng đó chắc chiều uống bịch, ăn không ngon uống vẫn được luôn nha quý vị. Đó thì một combo nữa quý vị, có cả thêm á là thuốc này đó là thuốc tây, là có nhà tài trợ cho chung chỗ này luôn, bà con đều lấy thì Quốc Thành sẽ cho. Thuốc tây là trị về gì? Trị cảm, cảm sốt, nhức đầu, chóng mặt, khó ngủ, bị ho, có đàm, ở đây là trị được hết nha. Thuốc tây này là trị bách bệnh về thuốc tây đó, đây là Quốc Thành cho, ai lấy thì Quốc Thành sẽ cho chung ha. Thì đó là một combo xương khớp nha quý vị, là một cặp xương khớp 350, một combo thêm 50.000 nữa. Không lấy tiền ship quý vị, Quốc Thành sẽ phi tiền ship quý vị, chỉ 400.000 thôi thì một combo quý vị sẽ được lấy tổng cộng đó. Kính thưa quý vị, thì đây đó là thuốc tê bì chi quý vị. Thuốc tê bì chi này đó thì quý vị bây giờ đó bà con đang dùng rất là nhiều luôn quý vị. Đó là chuyên trị về tê, suy giảm trí nhớ cũng như là tê bì. Quý vị gọi là tê á, tê rất là nhiều luôn quý vị, tê cái tay quý vị nè, tê là quý vị cầm lên gì nè, là quý vị cỡ 2-3 phút sau quý vị sẽ tê. Còn nếu mà quý vị bình thường mà quý vị tê tay là có nghĩa là quý vị đang bị tuần hoàn của quý vị không có điều, đang bị tắc nghẽn cái đường nào đó trong cái tay quý vị nè, dây thần kinh đó, đang bị tắc nghẽn một cái cộng da thần kinh máu nào đó đang bị tắc nghẽn bởi vì quý vị mới bị tê. Thuốc này Quốc Thành đó là chuyên trị về tê ha, bị tê cỡ nào cũng trị được hết. Đây cũng là vừa là thực phẩm chức năng vừa là thuốc, một hộp vậy là 300.000, mình được 30 viên một ngày á. Nếu mà mình bị tê ít á thì mình uống ngày mình uống đó là một viên, còn nếu bị tê nhiều thì một ngày mình uống 2 viên ha quý vị, một hộp với 300.000. Nếu mà chung với combo hồi nãy Quốc Thành chỉ đó là 350.000 ha, tiền ship Quốc Thành sẽ trả. Còn nếu ai mà cần máy niệm Phật hay là cái mê phát giảng, cái mê này là Quốc Thành tự làm ra ha quý vị ha, có tới là 600+ bài lần có trong đó hết ha quý vị. Ai cần thì cứ gọi Quốc Thành ha, số điện thoại Quốc Thành để trên màn hình. Nam mô Di Đà Phật. Thì thuốc của Quốc Thành là chuyên trị về nhức và tê, thì giảm tĩnh mạch thì cũng đỡ được phần nào đó thôi. Thì ở đây Quốc Thành cũng có nghiên cứu gọi là thí nghiệm trên nhiều người, gia đình Quốc Thành cũng uống, rồi các thầy của Quốc Thành cũng đã dùng, nên là chỉ Quốc Thành là về thuốc giảm tĩnh mạch này quý vị. Giảm tĩnh mạch này đó là có công dụng là giúp cho mình tĩnh mạch của mình nó điều lại, nó là gọi là một ngày đó là mình uống 2 viên một ngày một lần. Nếu mà ai bị nhiều thì một ngày 2 lần, chắc sáng một lần, chắc chiều một lần ha quý vị. Hộp này là 50 viên ha quý vị ha. Đây là suy giảm tĩnh mạch ha quý vị, rất là ok nha quý vị. Thì cũng như thuốc nào Thành cũng có nói là có dùng thử trong vòng 7 ngày, nếu mà ok thì lấy, không ok Quốc Thành xin trả lại tiền cho quý vị ha. Nếu mà mua hộp này riêng không thì 200.000 tiền ship nữa là 30.000 nữa là 230.000. Nếu quý vị mua một hộp này và lấy thêm một combo đồ, combo đồ Thành có giới thiệu trong đầu video đó, là thêm 50.000 nữa là 250.000. Quý vị ha, quý vị cứ cân nhắc ha. Còn nếu mà combo mà lấy lẻ là 100.000 là nha quý vị, thêm 30.000 nữa là 130.000 ha. Đây là giảm tĩnh mạch, bà con cần thì gõ Thành ha quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì dạ kính thưa quý vị, thì tiếp theo đó thì ở đây là Quốc Thành có thứ hạ huyết áp quý vị. Hạ huyết áp này
là dành cho những người đang huyết áp cao, không dành cho những người huyết áp thấp ha. Thì huyết áp này đó là dành đối tượng sử dụng là những người nó là huyết áp cao nè, bị ù tai, chóng mặt nè, rồi cũng như là say sẩm mặt mày đó. Uống như thế nào đây, thì đây hộp huyết áp này là 50 viên ha, một ngày mình uống 2 lần, giấc sáng 1 lần, giấc chiều 1 lần. Uống như thế nào? Uống trước bữa ăn 60 phút ha quý vị ha. Đặc biệt nha quý vị, là không dành cho những người mà huyết áp thấp nha quý vị, huyết áp cao muốn được nha quý vị. Đây đó là Quốc Thành cũng có bảo đảm giống như những cái phần thuốc khác nha quý vị. Thì cứ dùng xong không ok, Quốc Thành sẽ hoàn tiền. Một hộp như vậy là 200.000 ha quý vị ha. Một combo cũng như là thuốc tĩnh mạch là combo nữa là thêm 50.000 nữa là 250.000. Tiền ship Quốc Thành sẽ trả luôn. Còn nếu quý vị lấy không là 230.000. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thì kính thưa quý vị, thì tiếp theo đó là mật ong. Mật ong này đó quý vị là mật ong thiên nhiên ha. Và đây là dầu dừa. Dầu dừa này đó là dừa nguyên chất từ Bến Tre. Còn mật ong này là Quốc Thành lấy từ Campuchia về ha. Quốc Thành có một số lượng ở trên chảnh, bà con có đem về cho Quốc Thành để Quốc Thành dùng. Đây là bảo đảm cho quý vị, mật ong tươi 100%, mật ong thật 100%. Dùng không phải mật ong thật, Quốc Thành hoàn tiền gấp 2 lần quý vị giá trị sử dụng của nó. 1 lít mật ong như vậy ở đây Quốc Thành chia lại là 1 triệu 1 lít. Rẻ nhất thị trường, nếu mà một thị trường nào mà bây giờ mà còn mà mật ong mà dưới 1 triệu mà hoặc công thật, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị luôn. Thật sự, Nam Mô Di Đà Phật, đây là nói thật nha. Đó, bảo đảm quý vị, đây là có in tem của Quốc Thành luôn, tem sản phẩm Quốc Thành ở trên đây. Đó. Còn đây là dầu dừa này á, là Quốc Thành lấy từ ở Bến Tre. Vì nếu mà nói về Bến Tre thì quý vị biết rồi đó, dầu dừa này công dụng rất là nhiều thứ. Thứ nhất là trị về những cái bệnh mà ngứa lâu năm, mình thoa đều mình, đều mình hết đều được ha. Hai là mình dưỡng tóc, bị giống như là dầu dừa. Quý vị hồi xưa đó quý vị có nghe về dầu dừa đó, dầu gội dừa đó quý vị, là dưỡng tóc đó, là làm từ cái dầu dừa này quý vị. Thắng rất là lâu luôn quý vị, rất là nhiều dừa luôn mới thắng được một cái lít dừa như vậy. Một lít như vậy đó Quốc Thành chia cho bà con, một chai như vậy là nửa lít, một chai như vậy là 150.000, hai chai là 300.000 ha quý vị ha. Bao quý vị không phải dầu dừa thiệt, quý vị Quốc Thành sẽ hoàn tiền. Nói chung là ở đây Quốc Thành làm thiệt không quý vị ơi. Ở đây thứ nhất là Quốc Thành đạo Phật giáo hòa hảo, không dám nói là hai lời. Thứ hai là có sao nói vậy ha. Thì quý vị được biết đó, thì ở đây là hai cái này ha, ai cần thì gọi Quốc Thành, cũng như là chung với combo luôn. Combo thêm 50.000 nữa sẽ bao ship cho quý vị ha. Chỉ 50.000 thôi là bao ship quý vị đó. Tại vì ở đây Quốc Thành vừa cho vừa bán mà. Thì đó là về mật ong và dầu dừa. Dạ, Nam Mô A Di Đà. Tiếp theo đây đó là thuốc tiểu đường ha quý vị ha. Đây là thuốc tiểu đường, đây đó là Quốc Thành có hai loại. Loại là loại bột và loại viên. Thuốc này đó Quốc Thành cũng được ưa chuộng lắm, trên thị trường ưa chuộng lắm quý vị. Thuốc viên đó là mình uống một lần uống là 12 hoặc là tới 15 viên một lần uống, một ngày uống 2 lần. Thuốc tiểu đường này sẽ trị cho tiểu đường quý vị là hạ đường, quý vị đường cao đó sẽ hạ lại. Nhưng mà đặc biệt đó, quý vị uống thuốc tây thì sẽ bị nóng trong người hoặc là bị mục xương. Nhưng mà uống thuốc này chắc chắn với quý vị 100% là không bị là mục xương hoặc là hại thận quý vị. Nhưng mà đặc biệt nữa đó là thuốc này là rất là mát luôn quý vị ha. Ăn ngủ được nè, không lo gọi là giữ nước luôn quý vị. Đó, bao Quốc Thành là bao quý vị giữ nước luôn đó. Một hộp như vậy, hộp này là 200.000, hộp này cũng là 200.000. Tiền ship cũng như là những hộp kia ha quý vị ha, tiền ship là 30.000 quý vị nếu mà mua không. Còn nếu mà quý vị mua một combo chung là 250.000 ha quý vị ha. Đây là đó là Quốc Thành nói gõ gần ha, 250.000 một hộp. Đó là thêm combo, một hộp và một combo. Còn nếu quý vị mua không là chỉ có 200.000 thôi. Đây là thuốc hạ đường. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì trong một cái combo Quốc Thành đó thì cũng có thuốc ngứa quý vị, thuốc ngứa bôi ha. Thì đó là trị về ngoài da. Còn đây, đây là dưỡng bì đan, là chuyên trị về là bị ngứa, nhưng mà ngứa ở trong quý vị, là ngứa máu đó. Thì trị về là viêm gan nè, rồi sơ gan, mẩn ngứa, nổi bì đai, vàng da thì trị được hết ha. Thì Quốc Thành sẽ đọc cái liều thuốc uống cho quý vị nghe ha. Ở đây đó là uống trước bữa ăn là 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Người lớn đó thì mình uống một ngày 2 lần, một lần uống là 2 viên ha. Trong một hộp này là 45 viên ha quý vị ha. Một hộp vậy là 170.000. Đó, bao quý vị ngứa cỡ nào cũng hết, bị gan cỡ nào cũng uống được ngứa hết ha. Vừa uống thuốc ngứa mà vừa dùng tới cái thuốc công trong combo thì hiệu quả rất là ok luôn quý vị. Đó, thì thuốc như vậy đó là một hộp 170.000, tiền ship thêm 30.000 nữa là 200.000. Nếu mỗi vị lấy một combo là 220.000, combo thêm 50.000 ha quý vị ha. Còn đây là khổ qua, là chuyên trị về là tiểu đường, nhưng mà nó là thực phẩm chức năng ha quý vị ha.
là chiên trị và là ngừa luôn. Một hộp như vậy là 200 ngàn bằng giữa thuốc hộp thuốc viên và thuốc tán không quý vị ha. À, thì thuốc này đó bà con mua về để ngừa. Ngừa là có nghĩa là mình đang không bị ngừa, vừa ngừa và vừa trị vì bệnh nhẹ luôn ha. Nhẹ thì uống nhẹ, còn nặng thì uống về cái hộp hai loại này hiểu quý vị ha. Đó. Còn ngứa nha quý vị, đây là ngứa dưỡng bì đan, uống một ngày là hai lần, một lần uống hai viên. Đó, chuyên trị về những cái bệnh ngứa về máu, ngứa lở lét, ngứa về thời tiết, ngứa bất chấp cỡ nào cũng ngứa là trị được hết. Ở đây có Quốc Thành cũng bảo đảm cho quý vị là uống nếu mà không hợp với thuốc hoặc là không có tác dụng hoặc là giữ nước như là không như là Quốc Thành nói thì Quốc Thành sẽ trả tiền liền. À, quý vị không cần nói gì hết. Quốc Thành ơi, uống không có trị ngứa được gì hết, trả tiền cho tôi đi, tôi không có uống được. Rồi, hoặc là gia đình Quốc Thành quý vị không có cho uống hoặc là sau đó cứ mua về mà không uống được, Quốc Thành sẽ bảo đảm hoàn tiền cho quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, thì sản phẩm cuối cùng ở đây của Quốc Thành đó là thuốc ho. Đây, thuốc ho này đó là của Hồng Kông chính gốc ha quý vị ha. Đây là chuyên trị về những căn bệnh gì? Ho gà, ho gà máu, ho về gọi là phổi mà mình mà ho hoài đó, ho mãn tính, ho gió, ho hàn, điều trị ho được hết ha. Quý vị bị đàm cổ nè, bị đàm giấc sáng quý vị hay bị đàm đó, uống vô cũng không bị đàm đâu nha quý vị ha. Nó dành cho những bà con đang hút thuốc, có thể là không bị gọi là ho luôn nha quý vị ha. Đang hút thuốc mà mình bỏ hút thuốc đó mà bị ho đó thì mình dùng vô sẽ không bị ho luôn, bảo đảm quý vị là không ho luôn. Là cách dùng như thế nào Thành sẽ đọc cho quý vị nghe ha. Mỗi lần là hai viên, mỗi ngày uống hai lần. Một hộp này đó quý vị, hộp này là có 30 viên ha quý vị ha. Một hộp này nó chỉ có là 150 ngàn thôi. Bà con nó mua thuốc này và thuốc ngứa rất là nhiều luôn. Thuốc này, thuốc ngứa và thuốc tê bì cũng như là thuốc nhức đa xương khớp rất là nhiều ha quý vị ha. Nó đang chạy hàng đó quý vị. Thuốc này á tao mua nhiều lắm. Đó. Một hộp vậy là không mãn tính với thuốc nha. Người nào mãn tính với thuốc cũng như là chỉ về những căn bệnh mà người nào mãn tính với những cái thuốc bắc đó là không uống những cái này được ha. Tại đây thuốc bắc nha quý vị. Rồi thì cuối cùng đó quý vị, thì Hồ Thành cũng xin nhắc lại quý vị ha. Cặp thuốc này là quan trọng nhất. Bây giờ bà con đang bị đa xương khớp rất là nhiều không quý vị? Ai cần đa xương khớp xin tìm Quốc Thành. Quốc Thành sẽ bảo đảm cho quý vị trong vòng 7 ngày quý vị sẽ giảm từ 60% tới 80% quý vị. À, nhức nhau quý vị, đi nhức cỡ nào cũng được hết, nhức mà không đi nổi, nhức mà gọi là khó chịu trong người, nhức mà đứng lên không được là Quốc Thành sẽ trị cho quý vị được tận gốc. À, bảo đảm cho quý vị không được trị tận gốc cho quý vị, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị gấp đôi tiền. Một cặp, một combo ta 400 ngàn, Quốc Thành sẽ hoàn cho quý vị 800 ngàn nha quý vị. Đó, Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mà không đúng như là nói đây quý vị đó, thì nếu mà ai cần thì cũng như đó đó, thì Quốc Thành cũng cho thêm là mê, xin nhắc lại nha, Quốc Thành cũng cho thêm là mê phát giảng nè quý vị, rồi máy niệm Phật nè. Nó mê phát giảng là Quốc Thành có một cái kho tàng luôn, nó trong đó là đầy đủ hết nha quý vị, từ Thi Văn Giáo Lý, từ Kim Cổ Kỳ Quang, ông Ba Thớ, cũng như là về chuyện bánh thầy, rồi về cô ba cháu gà, nhân dân, rất là nhiều thứ trong đó ha, tới 672 bài lận, rồi kèm theo đó là 6 quyển. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đó là những lời Quốc Thành muốn nhắc nhủ tới quý vị. Thì thầy cũng có dạy Quốc Thành đó là muốn nhiều hạnh phúc sau này thì mình phải là in cái những cái ấn tống ra, mình phải giúp đỡ bà con, mình phải làm truyền bá những cái kinh lành cho bà con. Thì cũng kèm theo đó Quốc Thành cũng có cho thêm là sấm giảng hay quý vị, và như là hình thờ, cũng như là hình thờ theo yêu cầu quý vị luôn ha. Sấm giảng nè, đây là tôn chỉ hành đạo hay quý vị ha, là tôn chỉ hành đạo hoặc là sấm giảng Thi Văn Giáo Lý đều có trong cái mời hết nha quý vị. Cái mời Quốc Thành đó là để cho quý vị, là cho quý vị ai mua thuốc Thành, Quốc Thành sẽ cho, ai không mua thuốc Quốc Thành cũng sẽ cho luôn nha quý vị nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đó, thì Quốc Thành nha lời thầy, ai muốn được nhiều hạnh phúc sau này thì mau là ấn tống rồi truyền bá những cái kinh lành cho quý vị ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đó là những lời Quốc Thành muốn nhắn nhủ tới quý vị. Ai cần thì gọi lên số điện thoại này là 0333304424. Quốc Thành xin nhắc lại là số điện thoại của Quốc Thành 0333304424. Ai cần để xin mê niệm Phật hay là máy niệm Phật, mê là mê cái mê của Quốc Thành á là đút vô trong cái gọi là trong điện thoại cũng được nè, trong cái bluetooth cũng được nè quý vị, là quý vị đều nghe được hết ha quý vị ha. Nghe được 6 quyển, nghe được mọi thứ hết ở đó là Quốc Thành cho ha quý vị ha. Thuốc này kia theo Thành cũng đã giới thiệu xong, ai cần thì alo ha quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúc quý vị một